Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học toán lớp 4 mới tập 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 58 so sánh phân số trang 64. Phần khám phá. So sánh hai phân số có cùng mẫu số. Có hai hình tròn như sau. Được chia thành 8 phần bằng nhau. Bạn Mai nói rằng tớ tô màu 5 phần 8 hình tròn. Bạn Nam nói rằng tớ tô màu 3 phần 8 hình tròn. Bạn Robot hỏi, bạn nào tô màu nhiều phần hơn nhỉ? Chúng mình cùng quan sát, suy nghĩ để trả lời câu hỏi của bạn robot. Nhìn vào hình vẽ, ta thấy số phần Mai tô màu nhiều hơn Việt. Ta có 5 phần 8 lớn hơn 3 phần 8. Đọc là 5 phần 8 lớn hơn 3 phần 8. 3 phần 8 bé hơn 5 phần 8. Nhận xét, trong hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn, phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn. Nếu hai tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau. Chúng mình đọc thuộc nội dung phần nhận xét và ghi vào vở ô ly. Ví dụ thêm, đoạn thẳng AB được chia thành 5 phần bằng nhau. Đoạn thẳng AC 2 phần. Đoạn thẳng AD 3 phần. Nhìn hình vẽ ta thấy AC nhỏ hơn AD. AD lớn hơn AC. Đoạn thẳng AC dài bằng 2/5 đoạn thẳng AB. Đoạn thẳng AD dài bằng 3/5 đoạn thẳng AB. Vậy là đoạn thẳng AC nhỏ hơn đoạn thẳng AD. Đoạn thẳng AD lớn hơn đoạn thẳng AC. Ta nói 2/5 bé hơn 3/5 hoặc 3/5 lớn hơn 2/5. Vậy khi so sánh hai phân số cùng mẫu số, chúng mình lưu ý những cách so sánh. Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn. Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn. Đây là cách so sánh các phân số có cùng mẫu số. Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau. Chúng mình đọc nội dung phần ghi nhớ để thuộc và chúng mình sẽ vận dụng vào làm những bài về so sánh các phân số cùng mẫu số. Phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn. Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Nếu tử số bằng nhau, mẫu số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau. Chúng mình sang phần hoạt động. 1. So sánh hai phân số theo mẫu. Quan sát mẫu hình ảnh. Hình tròn thứ nhất được chia thành 6 phần bằng nhau và tô màu 3 phần. Ta có 3/6. Hình tròn thứ hai cũng chia thành 6 phần bằng nhau. Tô màu 5 phần. Ta viết phân số 5/6. Phần tô màu của hình tròn thứ nhất ít hơn phần tô màu của hình tròn thứ hai. Vậy
3/6, bé hơn 5/6. Chúng mình suy nghĩ để chúng mình làm phần A, B, C dựa vào mẫu. A. Hình thứ nhất tô màu. Chúng ta thấy chia thành 8, thành 7 phần bằng nhau. Đã tô màu 5 phần. Để ta biết phân số 5/7. Có 7 phần bằng nhau, tô màu 4 phần. Ta biết phân số 4/7. 5/7 lớn hơn 4/7. B. Có 10, có 8 hình vuông bằng nhau, tô màu 5 hình vuông. Ta biết phân số 5/8. Có 8 hình vuông bằng nhau, tô màu 7 hình vuông. Ta biết phân số 7/8. 5/8 bé hơn 7/8. C. Ngôi sao được chia thành 5 phần bằng nhau, mẫu số là 5. Tô màu 4 phần, ta viết tử số là 4. Vậy ta được phân số 4/5. Ngôi sao chia thành 5 phần bằng nhau, viết 5 ở mẫu số. Tô màu 4 phần, ta viết tử số là 4. Vậy ta có phân số 4/5. 4/5 bằng 4/5. Hai, điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. Nhận xét 3/7 bé hơn 7/7 nên 3/7 bé hơn 1. Bởi vì 7/7 là bằng 1 đúng không nào? Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó bé hơn 1. 7/7, phân số có tử số bằng mẫu số, phân số đó có giá trị bằng 1. Vì tử số là số bị chia, mẫu số là số chia, 7/7 chính là có giá trị là 1. Vậy 3/7 bé hơn 1. Tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1. 5/8 lớn hơn 5/5. Mà 5/5 có giá trị là 1. Cho nên 8/5 lớn hơn 1. Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1. 4 chia cho 4 bằng 1. Nên 4/4 bằng 1. Tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1. Đó là điều chúng mình cần ghi nhớ để so sánh. 12/15, tử số bé hơn mẫu số, vậy phân số này bé hơn 1. 9/7, tử số lớn hơn mẫu số, vậy phân số này lớn hơn 1. 3/3, tử số bằng mẫu số nên phân số này bằng 1. 99/100, tử số bé hơn mẫu số nên phân số này bé hơn 1. Chúng mình bấm dừng video, chúng mình tự làm lại bài vào vở Oli. Bài cô giáo cho thêm để chúng mình nâng cao kiến thức, củng cố và nâng cao kiến thức. A. Nhận xét 2/5 bé hơn 5/5. Mà 5/5 bằng 1 cho nên 2/5 bé hơn 1. Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1. 8/5 lớn hơn 5/5 mà 5/5 bằng 1 cho nên 8/5 lớn hơn 1. Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1. Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1. Với cách so sánh như vậy, chúng mình so sánh các phân số sau với 1. 1/2 bé hơn 1 vì tử số bé hơn mẫu số. 4/5 bé hơn 1 vì tử số bé hơn mẫu số. 7/3 lớn hơn 1 vì tử số lớn hơn mẫu số. 3. Sắp xếp các phân số 15/19, 7/19, 17/19, 5/19. A. Theo thứ tự từ bé đến lớn. B. Theo thứ tự từ lớn đến bé. Có 4 phân số chúng mình sắp xếp nào. Và chúng mình quan sát 4 phân số này đều có mẫu số là 19. Vậy phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn. Chúng mình sẽ sắp xếp như sau.
5/19 nhỏ hơn 7/19, nhỏ hơn 15/19, nhỏ hơn 17/19. Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Đúng không? Vậy ta sắp xếp 17/19 rồi đến 15/19, 7/19, 5/19. Chúng mình bấm dừng video, chúng mình nhìn bài ở sách, tự làm lại vào vở ô ly. Tiếp theo chúng mình chuyển sang tiết 2, phần khám phá. So sánh hai phân số khác mẫu số. Có hai hình tròn như sau. Tớ tô màu 7/8 hình tròn. Đó là bạn nam. Bạn chia hình tròn thành 8 phần bằng nhau. Bạn tô màu 7 phần và được phân số tô màu biểu thị là 7/8. Bạn Mai nói rằng tớ tô màu 3/4 hình tròn, có nghĩa là hình tròn chia thành 4 phần bằng nhau, thì bạn Mai tô màu 3 phần. Bạn robot hỏi, bạn nào tô màu nhiều phần hơn nhỉ? Chúng mình suy nghĩ để trả lời câu hỏi của bạn robot. Nhìn vào hình vẽ ta thấy số phần nam tô màu nhiều hơn Mai, cho nên ta có 7/8 lớn hơn 3/4. Ta có thể làm như sau, quy đồng mẫu số hai phân số 7/8 và 3/4. Ta thấy 8 chia hết cho 4, cho nên ta chọn mẫu số chung là 8. Phân số 7/8 ta giữ nguyên, phân số 3/4 ta biến đổi thành phân số có mẫu là 8. Vậy ta nhân cả tử số và mẫu số với 2. 3/4 nhân cả tử số và mẫu số với 2 ta được 6/8. Vậy mẫu số đã giống nhau là 8 rồi. Vậy ta so sánh hai phân số 7/8 và 6/8. Thì thấy 7/8 lớn hơn 6/8. Cho nên 7/8 lớn hơn 3/4. Nhận xét, muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh hai phân số cùng mẫu số. Chúng mình bấm dừng video, chúng mình nhẩm thuộc và ghi nhận xét vào vở cách so sánh hai phân số khác mẫu số. Ví dụ thêm, so sánh hai phân số 2/3 và 3/4. Cô sẽ kẻ hai băng giấy như thế này. Chia hai băng giấy bằng nhau. Băng giấy thứ nhất chia thành 3 phần. Băng giấy thứ hai chia thành 4 phần. Tô màu 2 phần ở băng giấy thứ nhất và tô màu 3 phần ở băng giấy thứ hai. Đó. Ta so sánh phân số 2/3 và 3/4. Ta thấy 2/3 ít hơn 3/4. Và 3/4 lớn hơn 2/3. Đúng không nào? Đó, đó là chúng ta nhìn trên hình ảnh minh họa. Ta có thể so sánh hai phân số 2/3 và 3/4 như sau. Không phải lúc nào chúng ta cũng phải vẽ hình lên để chúng ta mới so sánh được, mà chúng ta có thể làm theo cách sau mà không phải vẽ hình. Ta sẽ quy đồng mẫu số hai phân số này để biến thành hai phân số có cùng mẫu số, rồi ta so sánh tử số. Ta chọn mẫu số chung là 12. Ta nhân cả tử số và mẫu số với 4. 2/3 nhân với 4 thì bằng 8/12. 3/4 mà biến đổi thành phân số có mẫu là 12 thì ta phải nhân cả tử số và mẫu số với 3. Ta sẽ được 9/12. So sánh hai phân số cùng mẫu số là 8/12 và 9/12. Ta thấy 8/12 bé hơn 9/12, cho nên hai phân số ban đầu là 2/3 cũng bé hơn 3/4. Đây là cách so sánh mà chúng ta không cần phải vẽ hình, mà ta quy đồng mẫu số của hai phân số này. Hai phân số khác mẫu số thì ta quy đồng để biến đổi thành hai phân số mới có cùng mẫu số. Ta so sánh hai phân số mới và ta sẽ suy ra hai phân số ban đầu.
Vậy muốn so sánh hai phân số khác mẫu số ta làm thế nào? Chúng mình nhắc lại nào. Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh các tử số của hai phân số mới. Đó là nội dung mà các con cần phải thuộc. Các con bấm dừng video, các con viết vào vở ô ly, các con nhẩm cho thuộc lòng. Chúng mình chuyển sang phần hoạt động. 1. So sánh hai phân số theo mẫu 4/5 bằng 8/10. 4/5 lớn hơn 7/10. Tại sao chúng mình lại so sánh được như vậy? Đó là chúng mình phải quy đồng 4/5 và 7/10 thành mẫu số chung là 10. Đúng không? 4/5 nhân cả tử số và mẫu số với 2 thì ta được 8/10. 8/10 thì lớn hơn 7/10, cho nên 4/5 lớn hơn 7/10. B. Chúng ta quy đồng mẫu số chung của 3/4 và 6/8, mẫu số chung là 8. Vậy ta biến đổi 3/4 nhân cả tử số và mẫu số với 2 thì ta được 6/8. Còn 6/8 này con giữ nguyên. Vậy là 3/4 bằng 6/8. C. 4/7 và 9/14. Quy đồng mẫu số chung là 14. Vậy 4/7 nhân với 2 thì bằng 8/14. 8/14 bé hơn 9/14, cho nên là 4/7 cũng bé hơn 9/14. Chúng mình bấm dừng video để chúng mình làm vào vở ô ly. 2. Để tới được cây hoa. Đây là cây hoa rất là đẹp và nở những bông hoa đẹp. Ốc sên màu nâu bò đoạn đường dài 3/5 mét. Ốc sên màu vàng bò đoạn đường 1/2 mét. Ốc sên đen bò đoạn đường 7/10 mét. Hỏi ốc sên nào có đoạn đường dài nhất? Chúng mình so sánh 3 phân số 3/5, 1/2 và 7/10. Đơn vị là mét, đơn vị đo độ dài. Chúng mình sẽ quy đồng mẫu số 3 phân số. Ta chọn mẫu số chung là 10. Vì 10 chia hết cho 5 và chia hết cho 2. Vậy 3/5 chúng mình nhân cả tử số và mẫu số với 2 để được mẫu số là 10. 5 x 2 bằng 10. 3 x 2 bằng 6. Vậy 3/5 nhân với cả tử số và mẫu số với 2 ta được 6/10. 1/2 biến đổi thành mẫu số là 10 thì con phải nhân với 5. Mẫu số là 2 x 5 bằng 10 thì tử số cũng phải nhân 5. 1 x 5 bằng 5. Đó. Sau đó ta so sánh này. 5/10 mét bé hơn 6/10 mét, bé hơn 7/10 mét. Cho nên 1/2 mét cũng bé hơn 3/5 mét và bé hơn 7/10 mét. Vậy ốc sên đen bò đoạn đường dài nhất đó là 7/10 mét. Muốn so sánh 3 phân số, ta quy đồng mẫu số của 3 phân số rồi so sánh. Phần luyện tập. Bài 1, điền dấu lớn, dấu bé hoặc dấu bằng vào ô có dấu hỏi chấm. A. 4/7 bé hơn 6/7. Hai phân số này cùng mẫu số, ta so sánh luôn. 15/23 lớn hơn 12/23. Hai phân số cùng mẫu số, phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn, phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn. Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số bằng nhau. 45/60 và 3/4 khác nhau mẫu số, vậy ta phải so sánh. Ta quy đồng mẫu số hai phân số. Ta thấy 60 chia hết cho 4, vậy ta lấy mẫu số chung là 60. Ta biến đổi phân số 3/4 thành phân số có mẫu số là 60. Xong so sánh hai phân số cùng mẫu số.
Sau khi chúng mình biến đổi ra ngoài nháp nhá, so chúng ta biến đổi 3 phần 4 nhân. Biến đổi thành phân số có mẫu số là 60. Chúng ta nhân với bao nhiêu nhỉ? 4 nhân mấy bằng 60? 4 nhân với 15 đúng không? Bằng 60. 3 nhân với 15 thì bằng 45. Vậy sẽ biến đổi thành 45 phần 60. Vậy hai phân số này bằng nhau. B. 9 phần 8 và 11 phần 8. Chúng ta phải quy đồng mẫu số hai phân số rồi. 18 chia hết cho 9. Vậy ta lấy mẫu số chung là 18. 9 x 2 bằng 18. Tử số cũng phải nhân 2. 8 x 2 bằng 16. 16 lớn hơn 11. Vậy 9 phần 8 lớn hơn 11 phần 18. Tiếp theo, 13 phần 18 và 2 phần 3. 18 chia hết cho 3. Vậy ta sẽ biến đổi phân số 2 phần 3 có mẫu số là 18. Rồi mình so sánh. 3 x 6 bằng 18. Vậy tử số cũng phải nhân 6. 2 x 6 bằng 12. 13 lớn hơn 12. Vậy ta điền dấu lớn. 27 phần 25 so sánh với 1. Tử số lớn hơn mẫu số, vậy phân số này lớn hơn 1. Hai, phần A có hai tờ giấy như sau. Đó, hai tờ giấy bằng nhau và được chia thành 8 phần bằng nhau. Việt tô màu 3 phần. Đúng không? Của băng giấy, vậy là Việt tô màu được 3 phần 8 của tờ giấy. Mai tô màu được 3 phần 4 của tờ giấy. Có nghĩa là tờ giấy chia làm 4 phần bằng nhau thì mai tô màu được 3 phần. Vậy là 3 phần 4 tờ giấy. Hỏi phần tô màu của bạn nào nhiều hơn? Bạn robot nhận xét. Nhìn hình vẽ ta thấy phần tô màu của Mai nhiều hơn Việt. Ta có 3 phần 4 lớn hơn 3 phần 8. Hai phân số có cùng tử số. Phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn. À, đây là so sánh hai phân số cùng tử số. Cùng tử số. Nếu phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn. Còn phân số nào có mẫu số lớn hơn thì giá trị của phân số đó lại bé hơn. À, ví dụ là cô có 3 phần 4 và 3 phần 8. Tức là 3 gói bánh. Ví dụ như cô có 3 gói bánh cô đem chia cho 4 bạn. Và cô có 3 gói bánh cô chia cho 8 bạn. Thì 3 gói bánh chia cho 4 bạn thì số bạn được nhận bánh sẽ được nhiều hơn. 3 gói bánh chia cho 8 bạn thì các bạn sẽ được ít bánh hơn, đúng không nào? Vì tử số là số bị chia, mẫu số là số chia, đúng không? Cô có 1 gói bánh, cô chia cho 2 bạn. Cô viết thành phân số 1 phần 2. 1 gói bánh, bây giờ cô chia cho 10 bạn. Thì khi chia cho 2 bạn thì sẽ được nhiều bánh hơn, còn chia cho 10 bạn thì được ít bánh hơn. Tử số giống nhau, mẫu số là số chia mà càng nhiều thì giá trị lại được ít nhá. Đó là điều các con cần lưu ý khi so sánh hai phân số có cùng tử số. Phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn. Còn phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó lại bé hơn. Phần B, chúng mình so sánh 5 phần 6 và 5 phần 12. Hai phân số này có cùng tử số. Vậy mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn. Vậy 5 phần 6 lớn hơn 5 phần 12. 9 phần 20 so sánh với 9 phần 10. Hai phân số có cùng tử số. Phân số nào có tử số lớn hơn thì giá trị của phân số đó lại bé hơn. 9 phần 20 bé hơn 9 phần 10. Đó. Nó sẽ là ngược lại với phân số có cùng mẫu số. Khi so sánh các phân số có cùng mẫu số thì phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Nhưng khi so sánh hai phân số có cùng tử số thì lại ngược lại. Phân số nào có mẫu số bé hơn thì giá trị của phân số đó lại lớn hơn. 3. Lượng nước đang có trong các hình A, B, C, D được ghi ở mỗi bình như hình vẽ. Hỏi bình nào có lượng nước ít nhất? Hình A chứa 3 phần 4 lít nước.
Hình B chứa 4/5 lít nước. Hình C chứa 5/8 lít nước. Hình D chứa 6/8 lít nước. Chúng mình so sánh xem là bình nào có lượng nước ít nhất. Có nghĩa là tìm phân số bé nhất đấy. Chúng ta sẽ quy đồng mẫu số các phân số. 4 phân số này biến thành 4 phân số có mẫu số giống nhau. Vậy chúng mình chọn mẫu số chung là 8 thì 8 chia cho 4. Vậy 2 phân số có mẫu số là 8 ta giữ nguyên. Còn 2 phân số có mẫu số là 4 này ta biến đổi thành 2 phân số có mẫu số là 8. 3/4 ta thấy 4 muốn biến đổi mẫu là 8 thì ta nhân 2. 4 x 2 bằng 8, 3 x 2 bằng 6. Vậy 3/4 nhân cả tử số và mẫu số với 2 ta được 6/8. 5/4 muốn biến đổi mẫu số 4 thành 8 thì ta phải nhân với 2. 4 x 2 bằng 8, vậy tử số cũng phải nhân 2. 5 x 2 bằng 10, vậy là 10/8. Vậy là 2 phân số có mẫu là 4 ta đã quy đồng thành mẫu số là 8. Và 2 phân số phía sau này có mẫu là 8 rồi. Bây giờ ta so sánh 4 phân số có cùng mẫu số. Phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó có giá trị bé hơn. Tử số là 6, tử số là 10, tử số là 5, tử số là 6. Vậy tử số là 5 là ít bé nhất. Vậy 5/8 là phân số có giá trị bé nhất. Vậy là bình C có lượng nước ít nhất. Khi so sánh nhiều phân số khác mẫu số, ta quy đồng biến đổi để các mẫu số của các phân số đó giống nhau. Sau đó ta so sánh tử số. 4. Chọn câu trả lời đúng. Mỗi bạn thỏ đen, thỏ nâu, thỏ trắng có cân nặng là một trong ba số đo. 13/2 kg, 21/6 kg, 37/6 kg. Biết các bạn thỏ ngồi lên cầu thang bằng như hình vẽ. Đó. Chúng mình nhìn thấy này. Đây là bạn thỏ nâu. Đây là bạn thỏ trắng. Thỏ nâu nặng hơn thỏ trắng, đúng không nào? Đây là bạn thỏ đen. Thỏ đen lại nhẹ hơn thỏ trắng, đúng không? Vậy là thỏ đen nhẹ hơn thỏ trắng lại nhẹ hơn thỏ nâu. Vậy là thỏ nâu sẽ là nặng nhất, thỏ đen là nhẹ nhất, đúng không? Vậy là thỏ trắng cân nặng là bao nhiêu? Với 3 phân số này, chúng mình sẽ quy đồng để chúng mình so sánh rồi xếp thứ tự. 13/2, 21/6, 37/6. Chúng mình quy đồng mẫu số chung là 6. Vì 6 chia cho 2. 2 phải nhân 3 để bằng 6. Và tử số cũng phải nhân 3 sẽ bằng 39. 39/6, 37/6, 21/6. Nhỏ nhất là 21/6 là thỏ đen. Lớn nhất, nặng nhất là 39/6 là của thỏ nâu. Vậy thỏ trắng sẽ là 37/6. C là đáp án đúng. Vậy thỏ trắng cân nặng 37/6 kg. Muốn quy đồng, muốn so sánh 3 phân số khác mẫu số, chúng ta phải quy đồng mẫu số của 3 phân số. Rồi chúng ta so sánh các tử số. Phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn. Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Chúng ta phải quy đồng mẫu số để biến thành các phân số có mẫu số giống nhau thì chúng mình mới so sánh được. Bài tập thêm. So sánh 2 phân số 3/4 và 4/5.
5/6 và 7/8, 2/5 và 3/10. 3/4 và 4/5 để so sánh được chúng ta phải quy đồng. Đúng không? Ta chọn mẫu số chung là 20. 4 x 5 bằng 20, ta chọn mẫu số chung là 20. Muốn chọn mẫu số chung, ta có thể lấy hai mẫu số nhân với nhau. 4 x 5 bằng 20, vậy mẫu số chung là 20. Vậy ta lấy cả tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với 5 thì được mẫu số là 20. Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với 4 để được mẫu số là 20. Vì 15/20 bé hơn 16/20 cho nên 3/4 bé hơn 4/5. Muốn quy đồng mẫu số hai phân số, ta có thể lấy phân số thứ nhất nhân với mẫu số thứ hai và lấy phân số thứ hai nhân mẫu số thứ nhất. Sau khi biến đổi thành hai phân số có mẫu số giống nhau rồi, ta so sánh tử số. Tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn. 5/6 và 7/8. Ta lấy phân số thứ nhất nhân mẫu 2, phân số thứ hai nhân mẫu 1 để quy đồng. Sau đó so sánh các tử số. 40/48 bé hơn 42/48 cho nên 5/6 bé hơn 7/8. Ở đây ta có thể chọn mẫu số chung là bao nhiêu? 24. 3 x 8 24, 6 x 4 24. Ta có thể chọn mẫu số chung là 24 để ta quy đồng cũng được. Mà ta chọn mẫu số chung là 48 cũng được. 5/6 và 7/8. Đây là chúng ta làm cách 2 là quy đồng mẫu số chung là 24. Đó. C, 2/5 và 3/10. Ta quy đồng mẫu số chung là 10 vì 10 chia cho 5. 2/5 x 2 bằng 4/10, giữ nguyên 3/10. 4/10 lớn hơn 3/10 cho nên 2/5 lớn hơn 3/10. Bài tập thêm về rút gọn rồi so sánh hai phân số 6/10 và 4/5, 3/4 và 6/12. Ta có thể rút gọn rồi mới so sánh. 6/10 ta chia cả tử số và mẫu số cho 2 thì bằng 3/5, giữ nguyên phân số 4/5. 3/5 bé hơn 4/5 cho nên 6/10 cũng bé hơn 4/5. Đó là cách rút gọn xong so sánh. B, 3/4 và 6/12, rút gọn 6/12, chia tử số và mẫu số cho 3 bằng 2/4, còn giữ nguyên 3/4. Vì 3/4 lớn hơn 2/4 cho nên 3/4 lớn hơn 6/12. Ví dụ tiếp theo, Mai ăn 3/8 cái bánh, Hoa ăn 2/5 cái bánh đó. Ai ăn nhiều bánh hơn? Bạn Mai hay là bạn Hoa? Chúng ta phải quy đồng mẫu số hai phân số 3/8 và 2/5. Chúng ta quy đồng mẫu số 3/8 nhân với 5 thì bằng 15/40. 2/5 nhân với 8 thì bằng 16/40. 15 bé phần 40 bé hơn 16/40. Vậy là Hoa ăn nhiều bánh hơn. C là đáp án đúng. Đó, để so sánh được chúng ta phải quy đồng. Đúng không nào? Đó, ta quy đồng. Phân số thứ nhất nhân mẫu số thứ hai, phân số thứ hai nhân mẫu số thứ nhất. Đó, chúng ta quy đồng rồi so sánh hai phân số đã quy đồng. Cô có câu đố vui mời chúng mình tham gia. 2/5 và 3/4. Ta so sánh. 2/5 biến đổi nhân mẫu 2 nhân với 4 là bằng 8/20. 3/4 ta quy đồng nhân với mẫu 1 nhân với 5 là bằng 15/20.
8 phần 20 bé hơn 15 phần 20 cho lên 2 phần 5 bé hơn 3 phần 4. 2. 2 phần 3 và 2 phần 5. Ta quy đồng 2 phần 3 nhân với 5 thì bằng 10 phần 15. 2 phần 5 nhân với 3 thì bằng 6 phần 15. 10 phần 15 lớn hơn 6 phần 15 cho lên 2 phần 3 lớn hơn 2 phần 5. Hoặc ở đây là so sánh hai tử số giống nhau. Hai tử số giống nhau thì mẫu số nào lớn, bé hơn thì giá trị của phân số nào lớn hơn. Chúng mình có thể xem đi xem lại video nhiều lần và chúng mình kết hợp nhìn ở sách để làm vào vở. Thì chúng mình sẽ khắc sâu được kiến thức và nhớ bài rất là chắc. Cô Lan còn nhiều video đặc biệt, chỉ những ai đăng ký kênh thì mới xem được đầy đủ. Các bạn hãy bấm like và đăng ký kênh để xem được đầy đủ bộ video của cô giáo. Xin chào và hẹn gặp lại.